nhưng mà nhảy xuống rồi nó vuột tao đi ra. Má nó thở lúc mà chị đi đó, ăn tao đi gần quán chưa rồi. Ủa cô, vậy cái ông này ông làm chức vụ gì cô? Trưởng ban thi hành án hành sự quận Bình Tân. À, trưởng ban thi hành án hành sự. Ủa? Làm lớn đó. Dạ, cũng làm lớn. 43 tuổi làm việc này gần Tết, có nhiều vấn đề, nó đứa ảnh là lắm, mình có đứa chị là đúng không? Con thì ở đối diện nè, City Gate, nghe mấy người up ở trên Facebook á. Tôi biết nhìn qua nó, ủa sao đông dữ trời. Hiện tại thì toàn cảnh ở đây mọi người đã bị phong tỏa. Thì theo như thông tin ở những người cư dân ở chung cư Carina thì người mà nhảy lầu từ tầng 12 xuống dưới đó là một người nam 43 tuổi là trưởng viện kiểm sát của quận Bình Tân. Thì trước mắt mọi người đó là tất cả các anh em cơ quan đồng nghiệp của viện kiểm sát quận Bình Tân hiện đang có mặt tại cái sảnh mà nơi nạn nhân xấu số đã nhảy từ tầng 12 xuống ạ. Hiện tại công an đang phong tỏa hiện trường để làm việc. Thì xác của nạn nhân nhảy từ tầng 12 xuống thì lọt trong cái khuôn viên của cái bồn hoa nên đắp chiếu lại. Và hiện tại thì có rất là nhiều người dân hiếu kỳ đến đây. Đây bên ngoài có rất là nhiều người dân đang đứng kìa. Hiện tại cơ quan công an chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Tạm thời thì mình cũng chưa xác định được tên của người đàn ông này, nhưng mà chỉ nghe lại những người cư dân ở chung cư Carina nói rằng người đàn ông này 43 tuổi và đã tử vong và nhảy lầu từ tầng 12 lúc 1:40. Rồi mọi thông tin sẽ được cập nhật trên báo chí nha mọi người.